Xin chào các bạn, tiếng Trung Ánh Dương rất vui được gặp lại các bạn trong một bài học rất hay và bổ ích. Đó là 32 mẫu câu cần trang bị khi mua bán quần áo. Trung Quốc là vương quốc của quần áo và giày dép. Cứ có cơ hội để đi Trung Quốc du lịch, chắc hẳn rằng các bạn phải sắm ngay cho mình một vài bộ quần áo hay một vài đôi giày dép đẹp. Vậy khi đó chúng ta phải sử dụng tiếng Trung như thế nào để có thể mua bán thành công được những bộ quần áo hoặc những đôi giày dép mà mình yêu thích? Hôm nay tiếng Trung Ánh Dương sẽ gửi tới các bạn những mẫu câu cần trang bị này. Mời các bạn cùng tham gia vào bài học nhé. Chúng ta cùng bắt đầu vào bài học nhé. Mình sẽ giới thiệu các mẫu câu mua bán quần áo theo trình tự mua bán. Đầu tiên sẽ là nhóm các mẫu câu khi mà khách hàng mới bước vào cửa hàng. Mẫu câu thứ nhất, hoan nghênh quang lín. Hoan nghênh, hoan nghênh, quang lín, ghé thăm. Hoan nghênh quang lín, hoan nghênh ghé thăm. Đây là một mẫu câu rất là phổ biến tại các cửa hàng cũng như các quán ăn khi mà khách hàng mới bước vào. Tiếp theo, nếu bạn là người bán hàng thì sẽ hỏi ní yào mài shěn mě? Ní yào mài shěn mě? Yào muốn mài shěn mě? Mua gì? Chị cần mua gì? Ní yào mài shěn mě? Nếu bạn muốn mua một chiếc áo sơ mi, wǒ xiǎng mài yī jiàn chěn shān. Chěn shān là áo sơ mi. Chien là lượng từ của trần san. Xiang muốn. Wǒ xiǎng mài yī jiàn chěn shān. Tôi muốn mua một chiếc áo sơ mi. Gěi nín mài hái shì gěi biě rěn mài. Gěi nín mài có nghĩa là mua cho bạn. Hái shì hay là biě rěn là người khác. Gěi nín mài hái shì gěi biě rěn mài. Mua cho chị hay là mua cho người khác? Tiếp theo là nhóm các mẫu câu hỏi về kích cỡ quần áo cũng như giày dép. Mẫu câu thứ nhất, 你需要什么尺码的呢? 需要 cần, 尺码 kích thước kích cỡ. 你需要什么尺码的呢? Chị cần áo cỡ gì? Hoặc 你穿多大型号? 您穿多大型号? Chuan ở đây có nghĩa là mặc, cũng có thể dùng cho đi giày. 多大型号 là cỡ bao nhiêu? Đây là hai mẫu câu này các bạn có thể sử dụng cho cả hỏi về quần áo và giày dép. Chị mặc cỡ bao nhiêu? 您穿多大型号? Nếu bạn mặc cỡ S sẽ nói 我要小号的. 我要小号的. 小号 là cỡ S. Vậy chúng ta sẽ có những cỡ nào đây? Đầu tiên là thưa thưa ta hào. Thưa thưa ta hào là cỡ XXL. Sau đó thưa ta hào. Thưa ta hào là cỡ XL. Cỡ L sẽ là ta hào. Nhỏ hơn nữa là cỡ M là trung hào. Trung hào. Cuối cùng là cỡ S. 小号. 小号. Như vậy nếu như các bạn mặc cỡ M sẽ nói 我要中号的. 我要中号的. Sau khi đã biết được kích cỡ mặc của khách hàng thì người bán sẽ bắt đầu giới thiệu các kiểu mẫu dáng quần áo, giày dép cũng như là màu sắc. Mẫu câu thứ nhất, 您喜欢这个款式吗? 您喜欢这个款式吗? 喜欢 là thích. 款式 có nghĩa là kiểu dáng màu mẫu mã. Chị thích mẫu này không? 您喜欢这个款式吗? Hoặc muốn hỏi màu sắc. 你需要什么颜色的呢? 你需要什么颜色的呢? 需要跟 yến sơ, màu sắc. Chị cần màu gì? Chị thích màu gì? Nì suy yào shěme yěnsè de nè? Hoặc mình có thể để khách hàng trực tiếp chọn kiểu dáng. Qǐng tiāo bǎ, wǒ men you hěn duō kuǎn shì.
theo ở đây có nghĩa là lựa chọn, kén chọn. Khoản sư cũng vừa giảng xong là kiểu dáng và mẫu. Chỉnh theo bà, 我们有很多款式, mời chị chọn, chúng tôi có rất nhiều kiểu dáng. Hoặc có thể đem một mẫu quần áo cụ thể để khách hàng xem. 请拿那件毛衣给我看看好吗? 请拿那件毛衣给我看看好吗? Hãy lấy chiếc áo len kia cho tôi xem thử được không? Ná là lấy, máu y là áo len, khăn khăn. Ở đây là động từ lặp lại, có nghĩa là xem thử, xem một chút, khảo mát, được không? Đây là một mẫu câu dùng cho người bán, dùng để khích lệ khách hàng mua sản phẩm của mình. Và mẫu câu này thể hiện sự khéo léo của người bán hàng. 这件衣服很适合你. 这件衣服很适合你. 这件衣服, chiếc áo này, 适合, thích hợp, 适合你, thích hợp với chị, phù hợp với chị. 这件衣服很适合你. Hoặc một mẫu câu khéo hơn. 这件好像是为你定做的. 这件, chiếc này, 好像, dường như, hình như. 为, là vì, để. 为你定做的, may cho bạn, may cho chị. Chiếc này như để may cho chị mặc vậy. 这件好像是为你定做的. Và sau đó mình có thể, người bán hàng có thể cổ vũ người mua thử chiếc áo đó. 你可以试试. 你可以, có thể, 试试, thử một chút. Chị có thể thử mặc xem, chị có thể thử một chút. Hoặc bạn có thể trực tiếp yêu cầu được thử. 可以试穿一下吗? 可以, có thể, 试穿, thử mặc ý xem một chút. 可以试穿一下吗? Có thể mặc thử một chút được không? Tiếp theo chúng ta cùng đến với giai đoạn thử đồ. Đầu tiên là mẫu câu hỏi phòng thử đồ. 试衣室在哪里? 试衣室 có nghĩa là phòng thử đồ. Hoặc ta có thể biểu đạt bằng cách khác là 试衣间. 试衣室在哪里? Phòng thử đồ ở đâu? Sau khi thử xong, nếu bạn không thích cái màu sắc đó, bạn có thể hỏi 还有其他的颜色吗? 还有, còn có, 其他 bằng với phía tơ là cái khác, 颜色 là màu sắc. 还有其他的颜色吗? Còn có màu khác không? Hoặc bạn quan tâm về độ bền của màu sắc của quần áo, mình có thể hỏi 这种颜色容易褪色吗? 这种, chủng là loại, 颜色 màu sắc, 容易 dễ dàng, 褪色 phai màu. 这种颜色容易褪色吗? Cái loại quần áo này có dễ bị phai không? Và mình quan tâm xem cái bộ quần áo mình đang thử có phải là kiểu mẫu, kiểu dáng mới nhất không? Có thể hỏi 这件是最新款式吗? 这件, chiếc này, 最 nhất, 最新, mới nhất, 款式, mẫu mã. 这件是最新款式吗? Chiếc này là mẫu mới nhất à? Khi mua quần áo giày dép, ngoài việc quan tâm đến màu sắc cũng như kiểu dáng, chúng ta cũng vô cùng quan tâm tới chất liệu của sản phẩm. Vậy, để hỏi về chất liệu sản phẩm, ta có mẫu câu 这件衣服是什么料子的? 这件衣服, chiếc quần áo này, 料子 là chất liệu, nguyên liệu. 这件衣服是什么料子的? Chiếc áo này làm bằng chất liệu gì? Và nếu như màu sắc không phù hợp thì cũng có một cách nói khác. 这个颜色不适合我. 这个颜色不适合我. Màu này không hợp với tôi. Tiếp theo là về kích cỡ. Khi mình sau khi thử và nếu thấy kích cỡ không phù hợp,
thì các bạn có thể nói một trong hai mẫu câu, câu sau. Câu thứ nhất, 这件比较小，有大以后的吗？ 比较 tương đối, 小 nhỏ, 大以后 tức là một cỡ lớn hơn. 这件比较小，有大以后的吗？ Chiếc này hơi chật, có cỡ lớn hơn không? Hoặc một mẫu câu khác, 太大了，有尺寸小一点的吗？ Đây là bạn muốn đổi sang cỡ nhỏ hơn. 太大了，有尺寸小一点的吗？ Rộng quá, có cỡ bé hơn không? Sau khi bạn yêu cầu đổi một chiếc áo với kích cỡ và màu sắc khác, người bán có thể nói 有的，我马上拿给你。 有的, có ạ, 马上, lập tức, 拿, lấy. 有的，我马上拿给你。 Có, tôi sẽ lấy ngay cho chị. Hoặc bạn còn băn khoăn về lựa chọn màu sắc cho chiếc áo của mình thì bạn có thể hỏi người bán hàng, 你认为我穿哪种颜色最好看? Rân với, cho rằng, chuan mặc, ná chủng, loại nào, ná chủng yến sơ, màu sắc nào. 你认为我穿哪种颜色最好看? Bạn thấy tôi mặc màu nào đẹp nhất? Và nếu như chiếc áo bạn thử đã rất là vừa vặn rồi, người bán hàng nói 这件尺寸正合适，这件尺寸正合适，chiếc này thật vừa vặn với chị. 尺寸 ở đây là kích thước, kích cỡ. Hoặc có thể nói 这件衬衣配你的裤子，这件衬衣配你的裤子。 Pay ở đây có nghĩa là xứng đáng, phù hợp. Chân y là áo sơ mi, khu tử là quần. Chờ chèn chân y pay nỉ đó khu tử. Chiếc áo sơ mi này hợp với quần của chị đấy. Sau khi đã lựa chọn được chiếc áo cũng như là đôi giày phù hợp với mình, các bạn sẽ đến với mẫu câu mặc cả. Đây là hôm nay bài học này mình chỉ giới thiệu tới các bạn một mẫu câu. Còn các bạn quan tâm đến các mẫu câu mặc cả có thể tham khảo video 40 mẫu câu mặc cả giá cực đỉnh mình đã phát trong phần trước. Và mẫu câu của bài học hôm nay là 价格太低了，加点好吗？ 价格 giá cả, 低 thấp, 加 tăng thêm, 加点 tăng thêm một chút. 价格太低了，加点好吗？ Giá thấp quá, trả thêm được không? Đây là mẫu câu dành cho người bán. Nếu bạn đã ưng ý và chấp nhận giá bán thì có thể yêu cầu 请把它抱起来好吗? 把它抱起来, 抱 đây có nghĩa là gói ghém lại. 请把它抱起来好吗? Hãy gói nó lại cho tôi. Khi thanh toán tiền, các bạn có thể lựa chọn hình thức trả bằng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng. Xiển chín hay sư xin dụng khả. Xiển chín tiền mặt, xin dụng khả thẻ tín dụng. Chị trả bằng tiền mặt hay thẻ tín dụng? Xiển chín hay sư xin dụng khả. Và sau khi kết thúc cuộc mua bán, người bán sẽ chào các bạn. Hoan nghênh zài ci quang lín. Hoan nghênh, hoan nghênh, zài ci thêm một lần nữa. Quang lín ghé thăm, hoan nghênh ghé thăm lần sau. Hoan nghênh zài ci quang lín. Như vậy, mình đã giới thiệu tới các bạn những mẫu câu mua bán quần áo, giày dép từ bắt đầu quá trình mua tới quá trình thanh toán tiền. Và những mẫu câu này rất là thực tế và bổ ích trong quá trình mua sắm quần áo của các bạn. Các bạn hãy học thuộc các mẫu câu này và hy vọng vào một dịp nào đó được sang Trung Quốc du lịch hoặc các bạn muốn sang Quảng Châu mua bán quần áo thì hãy nhớ tới những mẫu câu này nhé. Tiếng Trung Ánh Dương xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học sau nhé. Chào tạm biệt.